Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện video ngày hôm nay của Phát Freestyle. Những ngày cuối năm chúng ta đang nói rất nhiều về cuộc đua vô địch. Năm ngoái, đó là câu chuyện giữa Arsenal và Man City. Đến mùa giải này tiếp tục vẫn là Arsenal, nhưng đối thủ chính vào thời điểm hiện tại là Liverpool. Bên cạnh đó thì Man City không hẳn đã bị tụt lại phía sau. Họ có thể vọt lên bất kỳ lúc nào. Hành trình mà chúng ta vẫn gọi là cuộc đua vô địch đã đi được một nửa chặng đường. Và cỗ máy được kỳ vọng nhiều nhất đến từ London đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu của sự chảy chặt. Họ đã đánh rơi điểm đầy tiếc nuối trước thủ West Ham United trong trận đấu vừa qua. Họ hiện đang tụt xuống vị trí thứ hai với khoảng cách đã là 2 điểm với Liverpool. Pháo thủ cần phải choàng tỉnh. Họ thật sự cần một cú hích mạnh mẽ trước thềm năm mới để khởi động lại bộ động cơ của mình. Và trận derby tại London với Fulham sẽ là cơ hội để gỡ gạc lại thể diện, tìm kiếm lại sự tự tin và thậm chí là cơ hội chiếm lại ngôi đầu bảng nếu như Liverpool có xảy chân trong kèo đấu gặp khó trước Newcastle United. Rõ ràng giờ lúc mà pháo thủ cần phải chứng minh năng lực của mình, chắt chiu những cơ hội, nhất là trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn như Fulham. Vấn đề của thầy trò huấn luyện Arteta bao năm nay vẫn vậy, họ sẽ có một giai đoạn ì ạch nhất định trong mùa giải, và dấu hiệu của giai đoạn đó đang bắt đầu hiện rõ hơn vào thời điểm hiện tại. Thậm chí soi xét một cách kỹ lưỡng thì thành tích của pháo thủ đang kém xa chính họ ở cùng kỳ năm trước. Chính căn bệnh cố hữu chọi trâu thì thắng mà mổ gà đứt tay của đội bóng thành London đã rất nhiều lần khiến họ vụt mất vinh quang. Trước khi nghĩ về những điều xa hơn, Arteta cần khiến đội bóng của ông có thể giành được chiến thắng trở lại, thậm chí là phải thắng thật đậm, thật hay, thật thuyết phục trước những đội bóng yếu hơn mới mong đua vô địch bị kịp với Liverpool, đội bóng đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ. Fulham không chỉ là một đối thủ bị đánh giá yếu hơn, mà đây được xem là cơ hội để nhà đương kim Á quân làm một trận đấu hoành tráng để khép lại năm 2023. Nói Fulham yếu hơn pháo thủ thì quả không sai, nhưng nếu như bảo thầy trò với Arteta cầm chắc 100% chiến thắng thì e rằng lại quá sớm. Ta hãy nói đến phong độ của hai đội vào thời điểm hiện tại để có một cái thước đo công tâm hơn. Đầu tiên là Arsenal, như đã đề cập, căn bệnh cố hữu của pháo thủ đang bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại và tái phát. Họ chơi rất hay, thậm chí là hay nhất trong giai đoạn đầu mùa giải, nhưng sau những trận đấu đánh rơi điểm đáng tiếc thì ở những ngày cuối năm này, pháo thủ thậm chí đã làm liền 2 trận không biết đến mùi chiến thắng. Con số 2 trận không phải là nhiều, tuy nhiên với một đội muốn đua vô địch, đặc biệt là đua với Liverpool thì đây là điều hoàn toàn không được phép xảy ra nữa. Chính những kết quả nghèo nàn đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Arteta bị Liverpool vượt mặt 2 điểm trên bảng xếp hạng. Chưa kể nếu ngoảnh mặt nhìn lại phía sau thì họ sẽ thấy tiếp nhà đương kim địch của giải đấu đang trừng mắt, phả hơi nóng về phía mình. Đó chính là Manchester City. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đang so bì thành tích của Arsenal với những đội tham gia cuộc đua vô địch. Còn khi xét trên bình diện chung, những gì pháo thủ đang làm được cũng là một sự khác biệt hoàn hảo so với phần còn lại. Nên nhớ rằng hiện Arsenal đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League với 12 chiến thắng, 4 trận hòa và mới chỉ thua 3 trận. Ghi được 35 bàn thắng để thủng lưới chỉ 18 bàn. Rõ ràng phong độ của thầy trò huấn luyện viên Arteta là không hề tồi, nhưng vấn đề ở đây là nó lại thua thiệt hơn so với những đối thủ cạnh tranh vô địch, đặc biệt như Liverpool. Bên kia chiến tuyến thì sao nhỉ? Fulham còn thê thảm hơn rất nhiều ở mùa giải này. Hiện đội bóng của huấn luyện viên Marco Silva đang lọt thỏm ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng đây là thành tích mà thượng tầng đội bóng không hề mong muốn. Bởi dù sao đi chăng nữa, Fulham hồi đầu mùa vẫn được nhận định là một đội bóng có tiềm lực và khía cạnh chuyên môn của họ cũng được đánh giá khá cao. Nhìn vào những gì mà đội bóng cùng thành phố với Arsenal làm được gần đây thì rõ ràng Fulham đang cho thấy mình có phong độ rất tệ hại. Họ đã thua liền 3 trận gần nhất trong tình thế bị thủng lưới từ 2 bàn trở lên và thậm chí còn không ghi nổi bất kỳ bàn thắng nào vào lưới đối phương. Thực tế này đang cho thấy rằng sức mạnh của Fulham vào thời điểm hiện tại là rất yếu. Nếu không muốn khẳng định, đội bóng của huấn luyện viên Silva đang mất đi tinh thần thi đấu sau những trận thua liên tục vừa qua. Dựa vào mặt bằng phong độ hiện tại, ta có thể dự đoán rằng trận tiếp theo gặp Arsenal sẽ vô cùng khó khăn cho đội chủ sân Craven Cottage khi mà pháo thủ đang hừ khí thế để lấy lại thể diện sau trận thua ở vòng đấu trước. Cần nhấn mạnh rằng Arsenal đã thắng 5 lần làm khách gần nhất trước Fulham với tổng tỷ số là 15-2. Họ cũng đã giành được 17 điểm trong chuyến hành quân xa nhà kể từ đầu mùa giải và sẽ tự hào về thành tích sân khách tốt nhất giải đấu nếu giành được 3 điểm vào chủ nhật tới. Như vậy, cái niềm tin ít ỏi mà thầy trò huấn luyện viên Marco Silva có thể bám được dường như cũng sẽ bị vô hiệu hóa trước Arsenal. Thậm chí nhiều người còn lo sợ với quyết tâm gỡ gạc những trận cuối năm, pháo thủ sẽ biến trận derby tới đây thành màn trình diễn hủy diệt đội bóng cùng thành phố ngay tại sân nhà của họ. Những trang ghi chép tại ngoại hạng Anh cũng đang cho thấy rằng Fulham chưa bao giờ là một đối thủ xứng tầm với đội bóng của Mikel Arteta. Hai đội không phải là một kèo đấu duyên nợ, cũng không thường xuyên gặp nhau ở các đấu trường Anh quốc. Tính tới nay, pháo thủ mới chỉ đối đầu với Fulham tổng cộng 5 lần. Trong đó thì họ giữ được chuỗi cả 5 trận bất bại với 3 chiến thắng, 2 lần chia điểm. Lần gần nhất mà hai đội có dịp đối đầu là vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Ở trận đấu đó, Fulham đã cầm chân được đội bóng đang tràn đầy khí thế của Arteta. Và có lẽ cho trận đấu vào ngày cuối cùng của năm 2023, Fulham cũng chỉ dám đặt mục tiêu tối đa là như vậy. Với Fulham, hòa có thể được xem là thành công. Nhưng nếu pháo thủ nhận thêm một trận hòa, khoảng cách của họ vào Liverpool rất có thể sẽ bị nới rộng thêm nữa. Điều đó chắc chắn là điều mà chiến gia người Tây Ban Nha không hề mong muốn. Tình hình lực lượng vẫn không có gì quá bất ngờ.
nhất là trường hợp của đội khách Arsenal. Huấn luyện viên Mika Arteta có sự trở lại của Calvert sau ăn trầu giò. Trong khi đó, những bệnh binh cũ như Tomiyasu, Fabio Vieira, Thomas Partey và Timber vẫn chưa thể trở lại. Nhìn vào bảng danh sách vừa nêu, rõ ràng là quá quen thuộc. Những trường hợp trở lại của Calvert sẽ mang tới nhiều sự kỳ vọng cho người hâm mộ. Nói vậy là bởi hàng công của pháo thủ lúc này đang bị chỉ trích rất nặng nề. Bằng chứng là tại vòng 19 vừa qua, West Ham đã chủ động đổ bê tông trên sân Emirates. Thậm chí nhiều thời điểm, toàn bộ đội hình của bố tạ góp mặt trong vòng cấm để bảo vệ khung thành. Arsenal vẫn biết cách xâm nhập vào khu vực 1/3 cuối sân của đối phương và tạo ra nhiều cơ hội. Song lưới của West Ham không một lần rung lên, chỉ vì những tình huống kết liễu cuối cùng của Arsenal thiếu đi sự chính xác cần thiết. Và khi mà tiền đạo người Đức quay trở lại, người ta tin rằng anh sẽ tạo ra sự khác biệt trước một Fulham nhiều khả năng cũng sẽ đổ bê tông chặt chẽ không kém gì West Ham. Bên kia trên tuyến, nhân sự của Fulham cũng đạt tới mức ổn. Đội chủ nhà sẽ tiếp tục vắng Willian do chấn thương, nhưng tiền đạo Raúl Jiménez đã sẵn sàng tái xuất sau ăn trầu giò. Ngoài ra, Adama Traoré và Tim Ream cũng để ngỏ khả năng ra sân. Chúng ta đã đề cập đến việc Arsenal thiếu đi một tiền đạo biết kết liễu, thì với Fulham họ cũng chẳng khá khẩm gì khi mà nguyên nhân chính dẫn đến chuỗi trận nghèo nàn của họ chính là do hàng công thi đấu quá bế bát, thậm chí là tịt ngòi ở 3 trận ngoại hạng Anh. Đây sẽ là một câu chuyện rất nan giải. Với Arsenal họ có thể khó một, nhưng với những đội bóng chủ trương phòng ngự chặt phản công nhanh như Fulham thì có thể sẽ khó tới 10. Bởi họ sẽ không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành pháo thủ như khi đá với đội bóng vừa tầm hơn. Hàng thủ của Fulham cũng đang ở mức đáng báo động khi đã để lọt lưới 8 bàn trong 3 trận gần nhất. Để tránh một màn hủy diệt của pháo thủ, chắc chắn Fulham sẽ phải làm rất nhiều thứ để hàng thủ có thể thực hiện đúng chức trách của mình. Như vậy có thể thấy tại trận đấu Derby London, nhiệm vụ giành 3 điểm được đưa ra dành cho thầy trò huấn luyện Arteta sau 2 trận đấu chịu mùi chiến thắng vừa qua. Nếu tiếp tục không có được kết quả khả quan, thầy trò huấn luyện Arteta sẽ bị Liverpool bỏ lại với khoảng cách đáng kể trong hành trình tiến tới chức vô địch. Đối thủ Fulham bị đánh giá là thấp hơn, nhưng với lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ nếu như pháo thủ sơ sẩy. Vì thế rõ ràng trận đấu tới sẽ là một trận đấu rất đáng chờ đợi vào ngày cuối năm. Quý vị và các bạn cũng có thể đưa ra nhận định của mình, dự đoán tỷ số trận đấu giữa Arsenal và Fulham ở phần bình luận bên dưới kênh YouTube của Fat Freestyle. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của chúng tôi. Ai chưa subscribe, nhớ subscribe nha.